chào anh em đã quay trở lại với channel của nhạc cụ Xuân Thăng. Buổi tối hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em một cái chức năng rất hay trên cái đàn Yamaha S910 cho các bạn nào mình yêu thích bộ môn guitar này, bộ môn guitar mà mình muốn kết hợp giữa guitar với tiếng phơ mà mình chưa có điều kiện mình mua phơ. Thì nếu các bạn có sẵn những cái dòng đàn S900, 910, 950 rồi 770 á, mấy cái dòng đó trở lên thì nó hỗ trợ cho mình đầy đủ cái chức năng này nha mọi người. Đó là chức năng tiếng phơ cho cái đàn guitar. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mười để mình kết hợp cái đàn ọ của mình làm cái phơ luôn cho các bạn nào yêu thích bộ môn guitar điện nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người. Cái điều đầu tiên á là mọi người cần có cái jack kết nối là điều dĩ nhiên rồi, cái đàn jack kết nối. Và thứ hai là cái cổng của cái đàn của các bạn bên này này, đây cái cổng mic của nó này, mic in nó phải còn xài tốt, tức là volume này còn xài tốt thì mình mới sử dụng được, chứ mấy cái cổng này mà hư thì các bạn không sử dụng được chức năng này nha. Đó, để sử dụng á, một đầu cái dây bạn các bạn cắm vào guitar, một đầu cắm vô đây này, vào line in của cái dòng mấy cái dòng đàn F900, 910 rồi 770 trở lên nha. Đó, mình vặn volume nó tùy mình cái mức nào mình cần. Rồi cái đầu gạt này này, anh em thấy không, các bạn gạt qua line nha, mình gạt qua mic thì nó sẽ không sử dụng được, các bạn gạt qua line cho mình. Rồi ok, cái phần cắm là như vậy thôi. Rồi tiếp tục mình sẽ hướng dẫn anh em vô cái phần cài đặt này. Để mình cài đặt nha, bây giờ mình sẽ exit lại màn hình chính cho mọi người đây này. Bây giờ mình sẽ vô, bước đầu tiên anh em vô mic setting này, Vocal Harmony này. Rồi cái anh em này có một top con này này, anh em phải mở lên cho nó on nha, top mình mở lên on nha. Rồi cái phần Vocal Harmony này mình tắt nha, off xuống. Rồi xong rồi các bạn vô mic setting cho mình, cái chỗ mic setting đây, giao diện nó mới đầu là nó sẽ hiện như thế này nha, tại vì nãy mình đã mở qua rồi. Các bạn tap qua này này, tap qua top setting này này, rồi tap qua. Đây là cái giao diện của nó, cái này là reverb của cái tiếng này, rồi tiếng chorus là mấy hiệu ứng của nó. Rồi các bạn muốn vô một tầng tiếng á, rồi các bạn vô đây này. Rồi đây là những cái tiếng của nó đây, rất là nhiều tiếng nha mọi người. Rồi các bạn cái phần on off này này, các bạn cũng mở lên on luôn nha. Đó, như hồi nãy trước video mình có đánh cho các bạn mấy tiếng metal của nó đó, nghe rất là đã luôn. Rất phù hợp cho các bạn nào mình chưa có điều kiện mua phơ thì mình xài những chức năng ở đàn này để mình tập thì quá là ok. Nó rất là nhiều tiếng luôn nha mọi người, rất là nhiều tiếng luôn này. Bây giờ mình sẽ kích một vài cho anh em coi thử này, từ đầu của nó cho tới cuối nha, mình lấy từ đầu cho anh em coi này. Nhiều lắm, đây là từ đầu luôn này. Rồi cho anh em coi này, cực kỳ là nhiều tiếng đó, chắc tầm cỡ hơn 100 tiếng á. Tí nữa mình sẽ demo một vài tiếng cho anh em coi nha. Đó, ở đây là mấy cái mục user này này, là các bạn lưu tiếng nào á, là mình căn chỉnh rồi mình sẽ lưu được vào mục user 1 cho đến 10 này, mình lưu được 10 tiếng mình căn chỉnh. Đó, rất là ok luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ demo một vài tiếng cho anh em nha. Đây, chạm rust đi. Đây, lấy cái đàn này. Đó, là đây là tiếng chạm rust cho mọi người thử thấy này, tiếng chạm rust này bây giờ mình đánh. Ra cực kỳ là chất là gì, nó không khác gì phơ hết á. Rồi mình sẽ chọn một vài tiếng lead cho nha.
nói chung là quá lâu. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em thêm một cách mình set up nó. Nói chung là nhiều tiếng lắm, bây giờ mình ngồi mình demo cho anh em thì không hết được. Đó, bây giờ này là tiếng của nó này. Bây giờ mình muốn set up của nó theo ý của mình nha. Các bạn nhấn vào đây này. Nhấn lên đây này, đây. Các bạn muốn thêm tiếng thêm reverb này, rồi thêm cho chorus ít này, rồi thêm cho volume này này. Đây là volume tổng này. Pan là cái độ ra của hai bên loa, loa trái loa phải, nó mình để này là để giữa này. Thì các bạn muốn tap qua này là hai bên này. Đó, là cái này mình căn chỉnh này. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, các bạn muốn quay lại chỗ cũ này, nhấp vào này, đó, nó về lại chỗ cũ cho mình luôn. Đó, rất là đơn giản nha mọi người. À, mình xài để mình tập thì đỡ mình phải tốn tiền woofer. À. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em chức năng như vậy thôi. Có gì anh em nào mình chưa hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp cho mình, hoặc là những dòng đàn khác mà các bạn chưa biết cách làm có thể nhắn tin trực tiếp qua Zalo cho mình, hoặc là gọi cho mình để mình hướng dẫn cho anh em. Hy vọng anh em thấy hữu ích thì mình cho nhà cụ Xuân Thăng một like, một đăng ký kênh để mình hướng dẫn thêm cho anh em những chức năng hay trên những cái đàn dòng đời đi show này. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.